Chiều ngày 24 tháng 11, Hội đồng phổ biến pháp luật thành phố tổ chức hội nghị triển khai phổ biến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật chính quyền địa phương năm 2019. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cán bộ văn phòng tư pháp 16 phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên Sở Tư pháp phổ biến một số nội dung gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật chính quyền địa phương năm 2019, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị định số 154 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.